Xin chào các cô bác, các anh chị, các bạn và các em. Cả nhà nhìn thấy màu hồng là cả nhà biết CC rồi đó. Đây là cao đầm mà rất nhiều các chị em thích lắm nè. Nhưng mà không có, có là CC mua liền luôn á, không có, lâu rồi. Mà mặc thoải mái, mê lắm, thích lắm luôn. Ăn no cỡ nào nè, bụng bự cỡ nào nè. Đó, trên cả tuyệt vời. Cái lớp ở bên trong cũng là một lớp vải thun bóng, nó mát lạnh à, thích lắm. Đó, trời ơi, CC nói là cáo đầm này là trên cả tuyệt vời. CC có nhiều lắm, CC mặc những cái loại đầm này nhiều lắm. Đó, thì đây là cái bóp mà con CC đi Việt Nam xong rồi stop ở sân bay Hàn Quốc. Con CC mua đó, 500 mấy chục đô, 50% off. Mỗi người chỉ được mua có một cái bóp hoặc là giỏ sách thôi. Cái passport thì mua được giống như là các bạn mua rượu vậy đó. Nè, rất là đẹp luôn, đẹp mê ly. Nhưng mà biết làm sao không, nó rộng thiệt, đựng được nhiều đồ lắm. Nhưng mà không để vừa cái phone. Nếu mà cái phone các bạn đừng có cái case thì vừa khít luôn. Còn nếu cái phone của chúng ta mà có cái case thì không có vừa. Đó, cho nên nè, hơi bất tiện một chút. Đeo cái bóp này, CC tay phải cầm cái phone. Đó, nhưng mà không sao. Ở Mỹ có cầm để đó thì cũng không sợ bị người ta giật. Đó là như vậy. Thế thôi ạ. Hôm nay đó, CC mặc cái áo này đi ăn. Rất là nhiều người hỏi thăm CC mua ở đâu. Rất là nhiều người hỏi thăm CC cái áo đầm này. Đơn giản, rất đơn giản mà đẹp mà rẻ tiền nữa. CC mua lâu lắm rồi, mua cả năm hơn rồi. Bây giờ sao CC nhớ được. Đi nhiều quá mà, một ngày đi tới bao nhiêu cái shopping luôn. Đó, có một cô kia thấy thương lắm, người ăn bên cạnh vạch cái áo nè, cái mạc ra nè, để coi coi, rồi đi tìm mua. Đó, rồi cái cổ chụp hình lại, CC ok. Đó, hy vọng là cổ sẽ mua được. Nhưng mà CC nghĩ bây giờ nếu mà nó ra nữa thì nó cũng ra kiểu khác hết rồi. Hoặc là cái mình vải khác, cái bông cái hình khác. Chứ mà đúng được cái màu mà nó như vậy thì CC nghĩ không còn đâu, lâu rồi các bạn. Hy vọng 5-7 năm nữa nó trở lại. Chứ liền 1-2 năm nó không có đâu. Đó, các bạn thấy phù hợp không ạ? Cái bóp hồng hồng, cái áo đầm hồng hồng và đôi dép. Đôi dép này đã là con CC mua tặng cho CC từ hồi Noel. Nhưng mà bây giờ mới mang. Vừa chân CC luôn, vừa đúng chân CC luôn các bạn. Mang êm lắm là êm luôn. Lúc đó là 500 mấy chục đô đó. Rồi vào cái dịp mà Noel sale 50% off, mua 200 mấy chục đô đôi này nè. Thì đây, vừa khít chân của CC luôn, thiệt là đẹp luôn, mang êm lắm, thích lắm luôn. Đó, nè, nhìn đi, như vậy nè. Đó, đơn giản, thoải mái đi tất cả các nơi. Đó, thích không ạ? Các chị em nào mà không có thời gian đi shopping đó thì phải chịu khó nè. Rảnh rảnh cái là bấm vô video của CC coi. Là tại vì sao khi mà nó on sale đó, nó on sale có một cái một à các bạn. Ở bất kỳ tiểu bang nào cũng vậy, cái tiệm nào cũng vậy, on sale là on sale một cái à. Nhưng mà nó có đủ size luôn. Đó, nhưng mà ở bên CC tiện là như vậy nè. Ngay chỗ CC ở, nó bên cạnh 4 cái tiểu bang lận. Thành ra đó CC chỉ tốn mất công chừng chỗ này thì 35 phút, chỗ kia 40 mấy 50 phút, chỗ kia 1 tiếng, có một nơi xa nhất là CC lái 1 tiếng 47 phút, nếu không bị kẹt xe khoảng 2 tiếng. Thành ra đó CC mua được rất nhiều đồ là như vậy các bạn. Mà những nơi đó đó CC quen hết rồi. À, với CC đó là CC đi tới đâu là CC hay tạo một cái sự thân quen. CC muốn được connection với lại tất cả mọi người ở đó, cho dù họ là người Mễ, người Mỹ da màu, Mỹ da trắng hay là bất kỳ người nào ở trong những cái tiệm đó. CC có quen hai người Phi làm ở trong đó cũng dễ thương lắm. Khi mà ở mỗi cái tiệm đó họ chuẩn bị sale là họ sale là họ nhắn tin cho CC liền. Mỗi lần CC đi tới cái tiệm đó, CC hay mua donut nè, hoặc là mua hamburger, hoặc là mua Starbucks. Là CC biết là ở đó là bao nhiêu người làm, nhưng mà đôi khi mang tới cũng bị dư hoặc là có nhiều chỗ cũng bị thiếu. CC tới CC hay tặng cho họ lắm.
Thành ra vì cái đó CC quen biết với họ, khi nào mà có hàng sale hoặc là những ngày lễ, những ngày gì đó người ta hay nhắn tin cho CC lắm. Thành ra là CC đi 10 lần là được hết 10 lần các bạn. Còn cái chỗ đó nó không có sale, CC đâu có phải lặn lội tuốt đi lên trên đó cả tiếng đồng hồ không sale, rồi chẳng lẽ mình lái xe không về. Đó, thành ra đó là cái lý do mà CC mua được rất là nhiều đồ, là do cái sự quen biết của mình vui vẻ với người ta thì lúc nào người ta cũng giúp đỡ cho mình. Đó, cho nên ngày hôm nay là ngày khoe cái bộ đồ nè, bộ đồ đẹp nè, ai cũng thích hết, dễ thương lắm. Con CC nói đẹp quá, bóp con gái tặng, gái lớn tặng, dép cũng con gái lớn tặng, áo đầm CC tự mua, cái nón tự mua. Đây là cái mắt kính hai tròng đó các bạn, tưởng là làm mắt được thì sẽ tặng hết cho tất cả các bạn những cái kính mà CC đã xài qua trong vòng 4 năm, nhưng mà cuối cùng bây giờ là chưa có làm mắt được, cho nên là các chị em phải chờ CC khoảng 3 tháng 4 tháng nữa ha. Nếu mà CC làm được thì CC sẽ gửi tặng hết tất cả các chị em nào mà đúng độ với CC. CC đã dành kính trong vòng 4 năm từ 1,5 độ cho tới bây giờ là thành 2,75 độ. Nhiều cái nó ô lắm rồi, có 4 năm trước nhưng mà nó vẫn đẹp, bây giờ nó không có ra loại đó nữa. Còn đây là cái loại mới mà CC bán cho các chị em nhiều, thật nhiều nè. Đó, mắt kính mua mấy trăm đô, vẻ sát. Rồi ngày hôm qua mua được cái YSL. Con CC nói mẹ cứ đeo trước đi rồi về mẹ tặng con cũng được mà. Nhưng mà thôi, muốn tặng cho mới như vậy đó. Rồi cái vẻ sát của CC cũng vậy, đâu có đeo đâu. Đeo cái này là vì sao? Vì cái này nè, giúp cho CC thấy đường, CC đọc được chữ hết luôn, không có phải cởi ra cởi vô. Còn bây giờ đeo cái mắt kính xịn thì ngồi trên xe hoặc là đi ra nắng hoặc là này nọ không có đọc chữ này nọ thì mới đeo, đeo để xí soạn. Chờ CC chút. Nè, đi ra nắng thì mới lấy đeo, cái này là vẹt sát ha. CC mê cái kính này lắm chứ, CC có nhiều lắm. CC có LV, có Gucci, có Prada, có đầy đủ hết nhưng mà mê cái kính này nè. Đó. Đeo cái này đâu có thấy đường đâu đọc. Không thấy đường. Nhìn trời đất rất là đẹp, hàng hiệu nữa. Đó. Nhưng mà không thấy đường đọc. Cho nên mang sơ cua, lâu lâu chụp hình lấy ra đeo. Hoặc là ngồi trên xe. Cái này mới là cái quan trọng. Rẻ tiền nữa nhưng mà lại giúp cho CC đọc được chữ nè. Bây giờ CC ngồi uống cà phê nè, CC nhìn trời nhìn đất nhưng CC vẫn cầm phone coi được. Đó, đâu có ai biết CC già tới mức độ phải đeo kính lão đâu, đúng không? Nhưng mà thật sự ra là quá già rồi, ba cháu ngoại rồi, đúng không? Thành ra cái kính này nè, nó giúp cho CC đọc được chữ nè. Thật là xinh đẹp khi ngồi ở quán cà phê, không ai biết CC đã là một bà lão có ba cháu ngoại nhờ cái mắt kính này nè. Chị em nào đó mà chưa có làm mắt được hoặc là không làm được, không có muốn đeo cái loại kính mà gọi là kính bà ngoại đi ha, thì mua kính giống CC đeo đi. CC chấm được có hai kiểu, một kiểu nó bầu bầu với một kiểu này thôi à, còn mấy kiểu kia nhìn không đẹp. Đó, đeo cái này vừa đẹp nè, ai biết chúng ta giàu quá nhưng chúng ta đọc được sách nè, đọc được chữ, cầm phone coi nè, thấy được hết tất cả, không có cần phải. Thí dụ như đây là kính đắt tiền, kính đẹp chị em nào cũng có hết á. Đeo cái kính này ngồi trên xe đi chơi các nơi, ra quán cà phê ngồi ngắm trời ngắm đất ok, nhưng mà tới khi muốn nhìn tới cái phone để xem coi bạn bè ở trên Facebook like hình mình như thế nào và bạn bè nói gì, không có thấy đường. Thế là phải cất cái kính này đi. Lấy cái kính này ra đeo. Cái anh chàng ngồi ở bên cạnh nãy giờ anh nhìn qua anh địa hoài, anh nói ô cái cô này đẹp quá, trẻ trung quá, đáng yêu quá. Cái chút xíu anh quay lại anh nhìn cái nữa, nói ôi trời đất ơi, thì ra mình phải kêu tới bà lận chứ không phải kêu là cô. Là tại vì sao? Là tại vì cái kính này nè, cho nên kính này mang sơ cua thôi, đừng có đeo. Nói thiệt đó, cất đi à, chờ vào những chỗ nào mà nó tối đó đeo, hoặc là ở trong nhà đó, và hãy mua lấy cái kính hai tròng này đã.
Đẹp không ạ? À? Đẹp. Trẻ trung nè. Đẹp nè. Bây giờ có cầm sách, cầm phone, cầm cái gì đọc chữ cũng ok. Đâu có ai có thể biết được rằng là cô này có đeo kính hai tròng. Tại vì khi người ta tới tuổi đó, người ta mới để ý, người ta mới biết. Còn bình thường không biết đâu các bạn. Nè, đó. Đẹp không ạ? Đẹp, bảo đảm đẹp luôn. CC gọi rằng là kính che khuyết điểm, che đi cái sự già nua, che đi mà cái mà khi ai tới cái tuổi này cũng phải bị hết. Đó. Hãy mua cái mắt kính hai chồng nếu các bạn chưa làm mắt được. Đẹp lắm á, nói thiệt á. CC có nhiều lắm. Cái gọng này nè, CC có 3 cái luôn. 2 độ 75 luôn, một cái đồi mồi màu nâu và màu trắng, một cái đồi mồi trắng và đen và cái kính đen như vậy. Kính đen thì dễ mặc đồ hơn. Đó. CC đi du lịch, CC nói với các bạn là CC mang 7 cái bóp. Nhưng mà đi xài có 2 cái à. Xài cái này. Và đây là cái túi đeo chéo. Cái túi này thì rất cần cho CC ha. Là tại vì cái túi này đó là đựng được rất là nhiều đồ. CC đeo như vậy các bạn. CC mặc áo thun, mặc quần lửng, CC đeo cái này. Hoặc là mặc những cái dạng đầm ôm, CC đeo như vậy, CC đi nè. Đó. Có hai ngăn nè, nhưng mà đựng được rất là nhiều đồ. Đựng luôn được cái chân camera nữa đó, vừa khích luôn. Hoặc là đeo như vậy, tay mình khỏi cầm gì hết, đi du lịch đó, CC đeo đó. Như vậy các bạn. Bỏ máy quay phim, bỏ phone, bỏ sạc pin, bỏ camera, bỏ tất cả vào một cái túi như vậy đi. Đó, vậy là xong rồi, đựng được nhiều đồ lắm. Nếu mà nó nặng đó, thì chúng ta đeo ra sau lưng. Còn nếu mà nó nhẹ nhẹ ăn chút, thì chúng ta đeo ra đằng trước. Nè, CC bỏ nhiều máy ở trong này. Nhưng mà cái máy nó nhỏ nhỏ không à, nhưng mà nó nặng, cho nên CC đeo ra sau lưng như vậy nè. Đó, CC đi du lịch đó các bạn, đi tất cả các nơi. Vậy. Nếu mà nó nhẹ nhẹ thì CC đeo ra đằng trước. Như vậy. Thí dụ như bỏ một hai cái phone với vài cục pin nhỏ nhỏ, nó nhẹ nhẹ thì mình đeo ra đằng trước như vậy. Tại vì nó nặng đó mà các bạn đeo như vậy cái nó xẹp cái vú của chúng ta vô nhìn hết đẹp. Cho nên là nó nhẹ thì chúng ta đeo như vậy ok nè. Đó. Rất là tiện lợi luôn. Một cái túi này chúng ta có thể đeo được thành tới 3 kiểu đúng không? Đó. Cái này hiệu Fila, CC thích cái này lắm. Nó mới nó lạ mà nó rất là đẹp là vì sao? Cái logo nó theo màu vàng, nó lạ lạ, nó đẹp đẹp, cho nên là CC thích. Đó thì CC cho cả nhà xem, một cái túi thôi được 3 kiểu và đựng được rất là nhiều đồ cho các bạn và mặc đồ kiểu nào các bạn cũng có thể đeo được cái túi này hết bằng vải dù rất là dễ giặt. Các chị em ở Mỹ đi thấy thì cứ việc mua đi ha. Ngoài trừ mà không mua được thì hãy nói CC mua giùm. Tại vì các bạn mà nhờ CC mua đó, các bạn phải tốn tiền công cho CC rồi tốn cái tiền gửi nữa. Thành ra đó là lý do CC nói cho các bạn biết hết. Những cái chỗ nào nó bán thì tiện chỗ nào chạy vô chỗ đó mua. Nếu có thời gian, ngoại trừ trường hợp không có thời gian thì CC mua giùm. Có cái nào mua cái đó vì nó on sale, nó bán lẻ lắm. Cũng làm video mấy lần rồi nhưng mà không có bạn nào mua, cho nên lần này CC mới xài nè. Đó. Mỗi năm CC lấy mấy cái ra xài. Thêm một cái nữa nè, đây là cái thứ tư. Không thích đeo thì chúng ta xách. Nhưng mà CC chưa có xách. Tại đi du lịch chơi mà mình muốn đeo trên người mình chứ cũng đâu có muốn xách như vậy. Nhưng mà nó xách như vậy cũng đẹp các bạn nha. Đó. Thì đây, đây là cái túi đeo chéo 4 trong 1. Rất là đẹp cái túi này. Giờ bỏ vô máy giặt, giặt xong. Thế bây giờ để CC qua đây là định 20 ngày lại. Đi Hawaii về và còn lại vài tuần sẽ đi Las Vegas và sẽ ở Cali vài ngày để chơi. Nhưng mà cuối cùng bây giờ đôi mắt của CC bị trở ngại là do lỗi ở CC. CC không có chịu nhỏ thuốc trước 2 tuần trước khi qua Cali.
Cho nên là vì cái đó mà không có làm mắt được. Thành ra các bạn phải hết sức cẩn thận, khi bác sĩ dặn cái gì các bạn phải nhớ, phải làm liền. Có quên thì phải hỏi. Còn CC nhiều việc quá, thật sự CC sơ ý. Thì chị Christine đã gửi đầy đủ cho CC hết rồi, đi mua nhỏ mắt mà tại vì CC không nhớ. Cho nên là CC không có nhỏ mắt trước. Cho nên là khi mà đụng cái vụ Hawaii về nữa, cho nên mắt CC nó quá khô, cho nên không làm được gì cả. Thứ hai này CC đi check mắt lại rồi để coi như thế nào, làm được hay không được. 3 tháng sau phải trở lại Cali, lúc đó mới làm được mắt. Thứ ba này là CC về rồi, hiện tại bây giờ cũng chưa mua vé máy bay được, nhưng mà khi mà CC đã muốn về thì CC sẽ về liền thôi. Thì con CC đang check máy bay để coi là ngày nào CC sẽ về. Nhưng thứ hai này là CC đã xong hết tất cả công việc ở đây rồi. Thì về rồi các bạn, không có đi đâu chơi nữa được hết á. Cho nên là 5 cái giỏ còn lại CC chưa có xài. Thì bây giờ CC đưa cho các bạn xem 5 cái giỏ đó của CC đó, mang qua đây xài. Nhưng mà bây giờ không đi chơi nữa, không xài. Nếu chị em nào ở Cali mà mua sớm nhất thì chắc có thể là CC sẽ hẹn gặp, hoặc là CC sẽ nhờ bạn bè gì đó gặp để đưa thẳng cho các chị em luôn, để không có phải tốn tiền ship. Tại vì những cái giỏ này đó nó nặng, giỏ của Ý nó nặng. CC chỉ thích xài giỏ của Ý khi mà đi du lịch chơi, tha hồ để đây để kia, không sợ nhăn, không sợ hư, không sợ bị gì hết. Còn mấy cái giỏ xịn nó cứ phải ôm trong người như vậy nè. Đi du lịch CC ít có mang theo lắm, chứ ngoại trừ đi tiệc, đi đâu đó gần nhà mình đi chơi mình mới mang thôi. Thì bây giờ các chị em sẽ coi 5 cái giỏ còn lại ha. Chị em nào mà thích đừng có gọi phone cho CC, là tại vì CC không có bắt phone. Thông cảm cho CC đi, đừng có giận nha, đừng có nói tại sao gọi không bắt phone. Các chị em gọi cho CC, CC đi với ông bạn già. Ổng có cái tật, ổng lên trên xe, xe ổng xe rất to lắm. Ổng lên xe đó là ổng mở hết hai cái kiếng xuống. Trời ơi, mà ổng chạy hả gió, thông thọc tung thọc vào như vậy. Buồn lắm, với lại CC đi ké mà. Cho nên là thôi, ổng muốn làm gì làm, CC ngồi chịu trận vậy thôi. Chứ CC cũng không dám lên tiếng, ông là gì, không, CC không làm điều đó. Mình đi ké người ta thì mình phải bị phụ thuộc người ta. Cho nên là các chị em có gọi á, CC cũng không có nghe được nữa. Qua tới đây mất tiêu cái AirPod rồi. Cho nên là nếu mà AirPod để trên lỗ tai thì còn biết, điện thoại nó reng. Mất cái AirPod rồi, cho nên nói thật là nhắn tin đi. Thì CC vô tiệm ăn hoặc là ngừng ở bất kỳ nơi nào, hoặc là ngồi trên xe CC cũng đọc được tin nhắn. Thì cái chị em nào mà mua trước, gửi tiền cho CC trước thì bắt buộc CC phải giao thôi. Giống như cái bóp ngày hôm qua, cái cô em đó đã mua hàng của CC rồi, cũng đã nhận được nhiều lần, cũng đã thích rồi. Cho nên là khi mà cô em vừa thấy một cái là cô em chưa hết video nữa là cô em đã nói chị ơi em lấy nha, em gieo qua liền. Nhiều tiền vậy chị, thì bắt buộc CC phải bán cho cổ thôi. Rất là nhiều, có cả các anh luôn nữa cũng nhắn cho CC, có một chú nữa. Nhưng mà có một cái là bán rồi, chứ còn nhiều CC mua. Tại cái bóp hôm qua quá sức là đẹp luôn, đẹp lắm luôn đó. Thì bây giờ như vậy, độ Cali đắt lắm các bạn ơi, đắt thiệt là đắt luôn. Là vì sao? Bên CC sale 50% mà ở đây sale có 25% nè. CC nghĩ như vậy nè, Cali lớn lắm, bán toàn là đồ hiệu đắt tiền không. Cho nên á, những cái đồ trung bình như hiệu mà CC hay mua đó, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, DKNY, khi nào mà có một dịp lễ gì lớn thì hết tất cả những cái hiệu đó, họ mới bùng lên một cái họ sale. Họ sale trong vòng một tuần hay bao nhiêu ngày đó thì hết tất cả mọi người đổ xô ào đi mua. Cho nên là CC nghĩ rằng là ở Cali họ sale là họ sale như vậy, để cho mọi người chuẩn bị tinh thần ào một cái là đi mua. Còn ở bên CC thì dịp lễ gì thì họ sale. Còn bình thường, thí dụ như những cái lễ họ sale rồi, hết lễ rồi họ vẫn sale, cho nên đó là lý do CC mua được. Còn bên Cali không cách nào mua được. Rất là nhiều đồ CC có. CC có chụp hình nè, các bạn nào muốn CC đăng ở trên Facebook hết rồi các bạn lên xem. Rõ ràng là cái áo đầm đó bên CC mua 70% off. Mà hồi nãy CC đi vô Macy, ngày hôm nay này đi vô Macy có 25% off. CC còn hai cái áo đầm đó ở nhà đó, nhưng mà không biết có đúng sai các chị em hay không. Rất là nhiều áo đầm hiệu Calvin Klein, Tommy Hilfiger, DKNY bên CC 50% off. CC có ở nhà đó, đang có ở nhà đó, mà ở đây 25% off. Mà các bạn biết không có size nào nhỏ hết. Nhỏ nhất là size 10 cho tới 12, 14 lên tới 20 mấy. Đó, Cali là như vậy đó các bạn.
Bởi vậy người ta nói sống ở Cali cái gì cũng phải nhanh, lẹ. Nhưng mà shopping thì bắt buộc phải chờ on sale. Không on sale mắc lắm. Trời ơi, CC nói thật nha. Ai cũng nói là Cali làm không ra tiền, nhưng mà đồ cái gì nó cũng mắc. Trời ơi, CC nói đồ hiệu mà nhìn gọi là vô là CC chóng mặt luôn. CC ngợp luôn đó nha. Sale rồi 300, 500, 200, nhiều lắm. Sale rồi mà còn trăm 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 không à. Nhưng mà tại vì sale ít quá, CC đi nè, đâu có lễ đâu có lại gì đâu, không có gì hết, cho nên người ta chỉ sale vậy thôi. Bán được bán được thôi. Họ chờ tới một ngày big sale rồi họ sale một cái là trời ơi biết bao nhiêu người đổ dồn vô mua là như vậy đó các bạn. Thành ra ở bên CC có cái lợi là thí dụ như người ta sale rồi, người ta không bán được, người ta tiếp tục sale tiếp. Cho nên mình có đi trễ mình vẫn mua được. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa, ngay nơi CC ở, đi qua được tới 4 tiểu bang gần nhau, xa nhất chỉ là 2 tiếng đồng hồ. Cho nên đó là lý do CC mua được rất là nhiều, rất là nhiều đồ ở Cali. CC vào Macy, CC mua đồ ở Macy nhiều lắm. CC nhìn thấy mắc quá, đúng là đồ của mình nè. Trong phong CC còn, CC cũng bán cho các bạn nhiều lắm rồi. CC mở ra CC nói trời ơi sao mà mắc như vậy. Có một chị nào đang thích cao đầm đó đó, nhưng mà mắc quá chị. Sale rồi mà còn 98 đồng, mắc quá. Tại người ta sale có 25% mà, còn bên mình sale 50%, 70%. Thay vì cái tiền đó mà nó trên lệch vậy, chị để chị cho em đi cho rồi, đúng không? Thành ra các chị em từ từ cứ chờ CC đi ha. Chờ đợi là hạnh phúc. Bây giờ chúng ta hãy xem 5 cái bóp của CC đây. Chị em nào nhanh thật là nhanh sẽ mua được. Bạn nào mà không thích bóp ý thì không cần xem ha. Còn bạn nào mà thích bóp ý thì nên vào xem. Chị em chúng ta hãy nhìn 5 cái giỏ còn lại của CC là như thế nào nha. Chị em nào nhanh thật là nhanh, CC sẽ bán cho chị em 5 cái giỏ mà CC yêu thích. CC mang qua bên đây để xài, nhưng mà bây giờ thôi không có cơ hội để xài, thì sẵn đây CC bán lại cho các chị em ha. Những cái này đó là CC cố tình mang qua xài, cho nên là những cái giấy độn gì ở trong á, cái bao với cái giấy đó CC dục nhả hết trơn rồi, không có mang theo làm chi hết. Chỉ có cái mạc này là còn để toàn ten nè. Đó, da thật 100%. CC thích đồ của Ý là tại vì sao? Chúng ta đi du lịch chơi đó, chúng ta phải nó dẹp xuống như vậy nè, nó như cái áo của chúng ta vậy thôi à, cuộn lại rồi bỏ nó vô trong vali. Đó, nó gọn cho nên CC mới mang được 7 cái đi. Chứ nếu mà những cái mà nó là những cái dạng kia làm sao mà mang đi được. Đó như vậy nè, qua tới đây mình bung ra như vậy mình xài thôi. Da thật mà nó đâu có bị gãy. Còn cái chuyện mà nó nhăn nó như vậy là chuyện rất là bình thường các bạn. Đây, đó. Cái vỏ này đó là kiểu mới. Cái kiểu mới này á là nó khác ở cái chỗ này nè. Vậy thôi, đó là kiểu mới. Nó có cái quai sách như vậy. Có nhiều chị em đã mua được những cái dạng như vậy rồi, nhưng mà nó không có cái quai này, vì cái đó là của năm ngoái, cái này là của năm nay. Đây nè, mà cái này lúc nó mới sale cái CC mua liền luôn, thấy nó phù hợp với cái áo kia của CC kìa, cho nên là CC mua luôn, mang theo để mặc luôn, mà giờ thôi chắc hết cơ hội mặc rồi. Đó, cái áo CC màu này luôn á, rất là đẹp luôn. Đeo vai cũng được, các bạn muốn đeo như vậy cũng được, bằng da đó, xài thích lắm nè. Đó, CC ngắn cho nên CC rút cái dây hơi cao. Các chị em nào mà cao hơn CC thì rút cho cái dây nó hạ xuống một chút, nó sẽ đẹp hơn ha. Đó, cái này nó là da, cái quai nó cũng bằng da, tất cả là da, 100% là da nè, thích lắm. Bằng da thì các bạn chắc chắn là không sợ bị gãy rồi, ngoại trừ nó rách, rách nó không rách thì thôi chứ không có gãy được ha. Đây, đây, màu đẹp lắm, màu này nó giống như màu ghi ghi, đẹp lắm, rất là đẹp luôn. Đó, tuyệt vời không? Đó, cuộn lại như vậy nè, CC cuộn lại như vậy, CC bỏ vô trong vali. Đó, rất là tiện lợi luôn. Chỉ có da thật các bạn mới có thể cuộn lại như vậy được thôi ha. Đó, đây là cái đầu tiên nha. Không có cái gì nha, nếu mà các chị em muốn mua thì cũng đừng có buồn là CC dục hết giấy ra rồi. Rồi luôn cả cái bao vải của nó CC cũng dục luôn rồi. Ở nhà chỉ có như vậy. Đó,
là chủ yếu mang đi xài mà, cho nên là đâu có bỏ gì bên trong đâu. Nè, cái này là cưng xỉu luôn á. Mê không ạ? À? Trời ơi, Sisi nói với các bạn, cưng gọi là cưng ơi là cưng luôn. Nhỏ nhỏ nè, xinh xinh nè. Nè, đó, đẹp không? Sang trọng, lịch sự và đẹp. Sisi nói là trên cả tuyệt vời đó. Không có nhỏ lắm đâu, đựng được nhiều đồ lắm. Ở bên này có một ngăn, cái này đựng thẻ credit card, đựng tiền gì cũng được. Lý do là tại sao các bạn biết không? Nó ôm ở trong người các bạn rồi, nó nằm về cái mé bên này rồi, các bạn không sợ gì cả. Đó, xách tay được nè. Đó, dễ thương không? Sisi mê cái này luôn đó các bạn, tại vì nó nhỏ nhỏ, Sisi thích. Còn với cái này thì nó cũng rất là đẹp. Cái đầm của Sisi là vải xô. Vải xô thì chúng ta nên xách cái nó to to như vậy một chút, nó rất là xứng. Còn cái này thì mặc những cái dạng đầm, đầm xòe, đầm dây nè các bạn, đầm dễ thương dễ thương, thì là nên xách những cái nhỏ nhỏ như vậy. Cưng không ạ? À? Trên cả tuyệt vời luôn. Đúng với câu nói của Sisi luôn, mê ly lắm. Sisi cũng cuộn nó lại như vậy đó, rồi Sisi bỏ trong vali. Bởi vậy Sisi mới mang đi được nhiều như vậy đó. Có dây kéo bên trong, không có sợ mất đồ ha. Nè, mấy cái mạc này nè, Sisi còn để nguyên à, chưa có xài nên Sisi không có cắt. Nhưng mà những cái gì bên trong Sisi bỏ lại hết rồi. Giấy độn ở bên trong, rồi cái bao vải nữa Sisi bỏ lại nhà Sisi hết rồi. Đó, alarm nó báo tới giờ nhỏ mắt, chờ Sisi chốt. Alarm kêu phải nhỏ mắt đi Sisi ơi, cho nên phải nhỏ, cương tiếng đồng hồ là phải nhỏ. Cái này là chị Christine cho, đây là cái loại đặc biệt đó. Bây giờ bắt đầu nhỏ mắt đây, nhỏ mắt từ bây giờ cho tới thứ hai. Ban ngày thì nhỏ mắt, tối khi mà nằm ngủ đó thì nhỏ bằng treo, sau đó lấy băng keo băng hết mắt lại, không có thấy đường luôn, không có thấy đường làm gì luôn. Xong rồi. Set alarm. Set the alarm for when? 1 hour. Your alarm is set for 6:18 p.m. Thank you. Xin lỗi cả nhà nha. Bây giờ tiếp tục. Thì đây là hai cái ha, đều là của Ý hết ha. Cái này thì nó to hơn cái này nè các bạn. To hơn nhiêu đây nè. Giống giống nhau nhưng mà nó to hơn ha. Cái này mặc áo đầm, cái dạng bụi bụi, vải xô, đẹp mê ly luôn. Sisi có cái áo đầm này nè, cũng chưa có mặc đâu. Size small, các chị em nào mà size small muốn mua luôn cho đủ bộ thì cho Sisi biết, Sisi để trong vali á. Muốn thì Sisi lấy ra cho coi, đủ bộ, sang lắm, đẹp lắm. Áo đầm suông thôi, cổ tròn suông, vải xô, rất là đẹp. Đi với cái giỏ này, thì đây là cái thứ hai. Cái này thì chúng ta mặc đầm, mặc đồ sọt, đồ tây, bất kỳ cái gì cũng rất là đẹp. Không thích cái dây này, tháo ra cất đi. Xách cái túi này không, muốn đi đâu đeo vào. Cái này đựng được nhiều đồ lắm ha, da thật 100%. Cái này là cái thứ hai ha. Đây là cái thứ ba. Cái này thì Sisi cắt mạc rồi, tại vì Sisi định xài đó. Rồi thôi, đi ra tới phi trường thôi, xách cái đen kia, cho nên cái này Sisi không có xài. Nhưng mà Sisi cắt hết rồi, cắt bỏ hết rồi, nhưng mà chưa xài đâu. Thì đây, cái này á, là Sisi bán cho các bạn nhiều lắm rồi đó. Cái này Sisi có cái màu đen, có cái màu xanh, có cái màu da bò nè, rất là đẹp luôn.
đi du lịch như vậy các bạn. Đẹp lắm, vợ của Ý. Cái này là mê lắm luôn đó các bạn. Cái này, cái ba lô này thì khỏi nói rồi, mê lắm luôn đó các bạn. Thích vô cùng là thích với cái ba lô này. Mặc đồ tây, đồ sọt, đồ đầm, bất kỳ đồ gì cũng được, như vậy là đủ rồi. Mà đựng được rất là nhiều đồ luôn. Đã. CC khuyên các chị em nên mua cái ba lô này nè. Độc lạ mà đẹp. Trên cả tuyệt vời luôn đó. Ở trên này là da lộn, ở dưới này là da trơn. CC khuyên các chị em nên mua cái này nè. Chị em nào có rồi thì thôi, nhưng mà chưa có ba lô thì nên mua. Mê lắm luôn, CC nói thật. Các bạn mua được của CC rồi, ai cũng mê hết. CC cũng mê, CC để lại xài. Ở trong nó rộng như vậy lận. Có cái sợi dây gài ngang qua. CC cắt hết mạc rồi, nhưng mà CC chưa có xài đâu, CC nói thật á. Không phải là đồ xài rồi bán đâu nha, không có đâu. Nhưng mà tại vì quyết định xài đó, lúc ra phi trường thì đã cắt ra là để chuẩn bị xài luôn, mang ra phi trường. Nhưng mà cuối cùng thì thấy cái đen kia nó tiện hơn. Với lại cái bộ đồ của CC mặc đó, cái áo đầm CC mặc màu xám, lúc ra phi trường thì đi với màu đen nó đúng hơn là màu xám mà đi với cái này. Đó, cho nên là CC bao bị gì CC lột dục ở nhà hết, mạc cũng cắt hết luôn rồi. Thì bạn nào tin CC thì mua, không tin thì thôi, CC để xài không có sao cả. Thì đây, mê ly lắm, trên cả tuyệt vời luôn đó, CC nói thật. Da thật 100% ha. Và đây, nhìn thấy cái này là các bạn biết CC rồi đúng không ạ? CC có nhiều lắm á, đủ màu á. Màu trắng, màu đen, màu xanh da trời, màu xanh rêu, màu đỏ bật đô, màu da bò, màu cam. CC Collection mà. CC để nguyên một cái kệ của CC luôn. Đủ màu, đẹp mê ly luôn. Thì đây, đây là cái màu cam. Đẹp lắm 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 luôn. Các chị em nào mua đồ màu cam rồi thì đừng có quên mà không mua cái này. CC nói thật, đẹp mê ly luôn. CC nói thiệt luôn á, mê lắm, thiệt là mê luôn. Đựng được nhiều đồ nữa, đẹp lắm. Cái loại này đó là nó đời mới hơn mấy cái loại mà cách đây nửa năm CC bán ha. Cái đời nó mới hơn, cái viền này nè nó cùng với lại cái màu, nó không có cái viền đen, thì nó đời mới hơn, nó không có cái viền đen. Cái có viền đen là cái đời cũ, cái không có cái viền đen là cái đời mới. Bằng da thật 100%, mê ly luôn. Ở trong này thì có sợi dây này ha, CC lột dục hết trơn rồi. Mà chưa có xài đâu, còn mạc, toàn ten nè, không có xài, chưa có xài đâu. Tại vì á, CC phải dục hết, bao bị ở nhà. Rồi CC cuộn lại như vậy nè, bỏ vô vali. Đó, cuộn lại như vậy nè, không có sợ bị nó gãy vậy đó. Tại vì nó bằng da thiệt mà, nó có gãy thì nó cũng là da thật mà. Nè, mà nó không có gãy được. Đó, tha hồ xài các bạn. Đó, đừng có bẻ cái này lại thôi. Tại dưới đây người ta lót một cái gì á để cho nó cứng á, cái vỏ. Còn cái phần da nó là các bạn muốn bóp sao đó các bạn bóp. Mấy cái này CC làm video quá nhiều rồi đúng không ạ? Nè, đừng có sợ bị gãy. Không có, không có gãy. Đó, thích lắm, mê ly luôn. À, đáng yêu vô cùng. CC có đủ màu luôn, CC có nhiều màu lắm, CC collection mà. Bạn nào mà thích nhiều màu giống như CC, hoặc là muốn mua hết bộ của CC cho CC biết. Đó, CC có nhiều màu như vậy đó. Nhưng mà nó mấy đời luôn nha, chứ không phải là một đời nha các bạn. Thí dụ như cái đời của năm nay nó ra màu đó, mà cái đời của năm khác nó ra màu khác. CC collection đó, mấy đời luôn á, giờ mới có được khoảng chục cái, chục màu. Mỗi một đời nó có một tí xíu gì đó khác. Nếu mà CC chỉ cầm mà dơ dơ như vậy lên thôi, các bạn không có thấy được đâu. Thí dụ như mỗi một cái đời nó ra, cái kia thì nó lùn một chút, cái kia thì nó ốm mà nó cao, rồi cái này thì nó có vẻ như là nó tròn tròn vậy nè. Đó,
để gần với nhau mới nhìn thấy được cái sự khác biệt một chút, còn cầm dơ lên không nhìn thấy được đó. Thì CC cho các chị em biết được rằng là cái mà nó cùng cái viền này nè, nó cùng với màu này là đời mới nhất. Cái đời kế của nó, cái này nó màu đen. Còn đời trước của nó nữa thì quên rồi. Đó là như vậy. Cái này đẹp lắm đó. Cái này mê ly luôn. Chị em nào mua được áo màu cam đừng có bỏ qua. Đừng được nhiều đồ lắm nha các bạn. Thiệt là nhiều đồ luôn á. Tại vì sao? Cái đấy nó tròn như vậy lận mà. Đừng được rất là nhiều đồ. Đeo một bên cũng đẹp. Xách như vậy cũng đẹp. Nhưng mà CC thích xách. Đó. Còn mấy ngày nữa là về rồi. Cho nên cũng không có đi đâu chơi được hết. Thì chị em nào muốn mua, CC sẽ để lại, CC gửi từ ở Cali này đi cho các chị em luôn ha. Nếu được, nếu mà chị em nào mà gặp CC lấy được, hoặc là CC nhờ bạn gửi lại cho các chị em được, thì các chị em đỡ tốn tiền gửi. Tại vì tiền gửi nó hơi mắc á. Tại vì nó là da thật, nó hơi nặng một chút. Tiền gửi ít nhất mười mấy hai chục đô đó. Đây. Đẹp không ạ? Mê ly luôn. 5 cái giỏ đẹp xuất sắc. Thì đây là cái thứ 4. Đây là cái thứ 5. Cái này là bự nhất. Nhìn CC mê lắm. Cái này nè, da thật 100% luôn. Nhưng mà nó không phải là của Ý. Của nước nào CC cũng không biết luôn. Đó. Được tặng thêm cái bóp này. Các bạn biết cái bóp này mấy chục đô. Nó tặng luôn. Nó chung với bộ giày nè. Cái này đó các bạn qua Cali các bạn mới nhìn thấy. Từ giới trẻ cho tới sồn sồn, người ta đeo nhiều, thật là nhiều cái kiểu này. Kiểu này hot lắm ở bên CC. Kiểu này cũng hot lắm các bạn đó. Người thì họ đeo cái dạng tròn. Cái này nó tròn các bạn. Tròn. Người thì họ đeo như vậy. Nhưng mà đa số những cái da thật như vậy nè, là nó đùng đùng như vậy. Các bạn bỏ đồ vô nó mới phình ra. Đó. Thì ít nhất CC cũng phải có một cái thời trang của trong năm, sách cùng với bạn bè. Hơi to với CC một chút nhưng mà không sao. Cái này CC mang đi ra biển. CC bỏ những cái khăn quấn, cái khăn quấn váy, những cái khăn choàng, chai lotion, chút xíu máy móc bỏ vô đây. Đeo một cái như vậy thôi à. Vì cái này sao? Cát nó không có vô được ở bên trong. Nó bằng da thật, phủi một cái nó đi hết. Cái này nó bằng dây da này các bạn. Sang trọng và lịch sự lắm. Các bạn đi shopping, đi ăn uống với bạn bè, đi tất cả mọi nơi đựng được nhiều đồ lắm. Cái này đựng thẻ credit card. Màu đẹp lắm, màu sang lắm. CC mê lắm, thích lắm. Các bạn có thấy không, CC đi du lịch lựa những cái nào mà nó tiện lợi nhất, cuộn nó lại. Thứ nhất là nó không gãy, nó không hư. Xếp vào trong vali nó gọn gàng. Cho nên mới mang được 7 cái giỏ đi đó. Cái này đó, cái ba lô cứng. CC để những cái máy móc mà chưa có xài tới đó, bỏ trong này để giữ, rồi bỏ vô trong vali, nếu không sợ nó bể ống kính đó. Còn những cái loại này á, là CC toàn là lựa những cái nó bằng da thật mà nó phải cuộn lại được như vậy nè. Đó, CC mang theo. Thì coi như là có 5 cái, 4 cái của Ý và một cái túi này. Túi này là da thật 100%. CC mê thích lắm. Cái túi này rẻ hơn những túi Ý ha, rẻ hơn nhiều nè. Đẹp mê ly luôn. Mê lắm, thích lắm. Đó. Tha hồ các bạn đựng đồ. Đối với CC thì hơi lớn một chút. Các bạn nào mà lớn hơn CC, cao to hơn CC tí thôi, bạn đeo cái giỏ này là trên cả tuyệt vời luôn đó. Xài đồ da thiệt đó. Mê lắm, thích lắm. Còn nếu nó là đồ fashion thì nó phải thật là fashion. Đó. Thấy không? Rẻ quá, vài chục đô là có một cái giỏ như ý. Giỏ như vậy mới gọi là giỏ cho các bạn. Nè, còn như cái này 500 mấy chục đô. Thương hiệu Moschino. Không biết đọc đúng không nữa. 500 mấy chục đô, 50% off mua tại phi trường. Chứ ở đâu đây nè, đâu có nơi nào có đâu. 50% off còn 200 mấy chục đô. Không đựng được cái phone, buồn. Nhưng mà con gái tặng mà, phải xài thôi. Đó. Chị em nào to con một chút, đừng bỏ qua cái giỏ này. Mê ly lắm đó. Tuyệt vời lắm đó. Được thêm cái bóp nhỏ nữa nè. Đây là cái hiệu nè. Khi các bạn đi du lịch đó,
treo cái này ở trên cái vali để chúng ta nhìn được đồ của chúng ta. Tại vì vali đó, cả một chuyến máy bay họ xuống, chắc chắn là thể nào cũng có vali trùng với vali của bạn. Có. Các bạn có những cái dấu hiệu riêng cột ở trên cái vali, nhìn thấy là các bạn biết cái đó là của bạn rồi, không cần phải nhầm lẫn lấy ra. CC có mấy người bạn đã bị nhầm lẫn, lấy đồ của người ta về tới nhà mình luôn, rồi người ta lấy đồ của mình về tới luôn. Nhưng mà cuối cùng thì ai đi du lịch cũng biết cả, ai thường xuyên đi máy bay đều biết, gọi ở trong cái chỗ sân bay, cái chỗ mà người ta giữ hành lý, nói cho người ta biết mình tên như vậy, như vậy, như vậy đó, mình đã cầm lộn cái vali của người khác về tới nhà, mình mới mở ra, mình mới biết. Rồi cái người kia họ cũng biết như vậy, họ cũng gọi ở chỗ đó và họ nói, hai bên hẹn nhau tại thị trường trao đổi lại. Bạn CC bị đó là như vậy. Thì đây là cái thứ năm ha. Cái này là CC nói là mê ly trên cả tuyệt vời. Nói chung là năm cái này đối với CC là perfect. Perfect luôn. Không có một cái điểm nào chê. Chị em nào nhanh nhanh nhanh, thật là nhanh, sẽ mua được một trong năm cái. Chị em nào chuyển tiền cho CC trước thì CC bán ha. Thông cảm nha. Chỉ có 5 cái thôi. Đừng có giận hờn. Nhớ nè, nhắn tin chứ đừng có gọi điện thoại nha. CC ít có bắt phone lắm, tại vì rất là nhiều điều làm cho CC không bắt phone được ha. Thông cảm nha. Đó. Thì ngay tại Cali cũng không có muốn mang về đâu. 5 cái chưa xài tới. Bạn nào muốn mua, CC sẽ bán lại cho các bạn, khỏi phải mang về. Cái pound mà nó còn dư đó, để CC mua nem, mua giò, mua chả mang về ăn. Máy bay của CC là được tới 2 thùng lợn, đồ ăn hết trơn. Về làm quà mà. Đi đâu về cũng phải có quà cho mọi người một chút, đúng không ạ? Đó, thì coi như là 5 cái giỏ đẹp trên cả tuyệt vời, xuất sắc. Đây là 5 cái giỏ CC xài nha các bạn. Nhưng mà chưa xài là tại vì qua đây không có đi đâu được cho nên không xài. Đó, xài có 2 cái thôi. Thì còn lại 5 cái. Chị em nào nhanh thật là nhanh nhắn tin cho CC nha. Số phone của CC là 706-987-9063. Số phone của anh Sa là 098-257-1934. Ok. Rồi, CC xin được tạm ngừng video ở đây. Kính chúc cả nhà một ngày mới luôn vui vẻ, bình an và hạnh phúc. Hẹn gặp lại cả nhà những video tiếp theo. Bye bye, I love you.